Điều kỳ diệu. Cha đi giao hàng đây. Các con ở nhà nhớ thu lượm và thu dược liệu nha. Dạ, chúng con chào cha ạ. À, mà cha ơi, khi nào cha sẽ về ạ? À, chắc khoảng 3 hôm nữa. Ôi, lần này cha đi lâu thế? Ước gì con được đi cùng cha. Con nghe nói ở chỗ ấy đông vui lắm phải không ạ? Em còn nghe kể ở đó có vô vàn thứ lạ mắt mà anh em mình chưa từng nhìn thấy đó. Hình như họ còn bày bán vô số đồ ăn ngon nữa. À, những phiên chợ cuối tuần thế này còn có cả trò chơi dân gian nữa nha. Cha ơi, giá như cha cho bọn con đi cùng thì tốt biết mấy. Biết vậy, nhưng việc nhà rất nhiều, không thể không có ai chăm lo công việc được. Để con đi cùng cha, ở nhà có anh cả và cậu ba là được rồi. Ơ, em hay quá ha. Nếu ai được đi cùng cha thì người đó phải là anh mới đúng. Anh lớn nhất sẽ giúp được cha nhiều việc. Không, phải là em. Em bé nhất phải được ưu tiên chứ. Cha để con đi lần này, lần sau cậu Út đi. Thôi, cứ lần lượt từ trên xuống dưới. Con đi trước, rồi đến cậu hai, cậu ba. Thôi, không cãi nhau nữa. Chuyên tới xuống chợ, cha sẽ cho một người đi. Nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì ạ? Chỉ cần được đi, gì con cũng làm được. Con cũng thế, cha nói nhanh lên. Phía sau vườn nhà có 3 căn nhà nhỏ bỏ trống. Cha sẽ cho các con mỗi người 5 đồng. Các con sẽ phải nghĩ cách mua được cái gì đó cho vào căn nhà. Miễn sao căn nhà đó phải đầy ắp. Ai làm được tốt nhất, cha sẽ cho đi xuống huyện mỗi khi giao hàng. Hãy làm tốt nha. Điều này sẽ cho cha thấy sự nỗ lực chăm chỉ và sự thông minh của mỗi con đấy. Giờ cha đi đây. Dạ, chúng con chào cha ạ. Chỉ có 5 đồng thôi, mua được cái gì nhỉ? Khó thật. À, phải rồi, rơm. Rơm vừa cồng kềnh vừa dễ kiếm. Chất đầy căn nhà đó bằng bất cứ thứ gì thích hợp. Nhưng chỉ với 5 đồng, thế chẳng phải đánh đố mình sao? À, mình nghĩ ra rồi. Nghĩ ra ông anh mình xin phó bào vào đó. Cũng được đấy chứ. Thế là xong. Căn nhà của mình đã đầy ắp vỏ bào gỗ. Cha sẽ không ngờ được rằng phía dưới lớp vỏ bào chỉ là một lớp trống rỗng. Ờ, này Út, sao em không làm như cha căn dặn? Cha sắp về rồi đấy, mà căn nhà của em vẫn trống không là sao? Dạ, lát nữa cha về, em làm cũng vừa mà. Cái thằng này làm sao ấy nhỉ? Không hiểu nổi. Nào, để cha xem ai là người làm tốt nhất nào. Thưa cha, đây là một căn nhà đầy ắp vỏ bào ạ. À, tốt, con làm tốt lắm. Ồ, cả một căn nhà đầy ắp rơm. Nào, con trai, sao không mở cửa ra? Sao, căn nhà của con vẫn trống không là sao? Không, căn nhà của con vẫn đầy ắp đấy ạ. À, chờ con chút. Oh, giỏi lắm, cách làm của con rất thông minh, vừa không vất vả, không mất nhiều tiền, lại thực hiện tốt nhất yêu cầu của ta. Cả căn nhà tràn ngập ánh sáng. Con sẽ là người được theo cha xuống huyện mỗi khi giao hàng. Chiếc quạt của ngoài. Ngoại ơi, mát quá, gió từ quạt nan thích thật.
ông từ từ thôi kéo ngẹn. Ngoại ơi, con ăn xong rồi, cơm ngoại nấu đúng là ngon hết sảy. Giỏi, bé nụ của ngoại hôm nay ăn cơm nhanh ghê. Ngoại thấy con giỏi không? Hôm nay ngoại phải thưởng cho con nha. Chà bố cô, bé tí mà đáo để ra mết. Thế muốn ngoại thưởng gì nào? Tối nay ngoại lại kể chuyện cho con nghe nha. Nhưng phải hai câu chuyện cơ, chứ một chuyện thì ít quá. Được rồi, cứ ngoan là ngoại sẽ thưởng cho. Thế rồi, cô bé sống hạnh phúc với mẹ đến hết cuộc đời. Chuyện hay quá ngoại ơi. Ngày mai ngoại lại kể tiếp cho con nghe nha ngoại. Ừ, thôi giờ muộn rồi, con ngủ sớm đi, để ngoại quạt cho con ngủ nha. Ngày nào cũng được ngủ với ngoại, được nghe ngoại kể chuyện, được ngoại quạt mát cho thật là sướng. Chán mà con được ngủ với ngoại suốt đời thì tuyệt biết bao. Chỉ sợ sau này cô lại chê ngoại già, ngoại lẩm cẩm thôi. Không, con yêu ngoại nhất trên đời. Thời tiết gì mà nóng thế, không có điều hòa chắc chết mất. Nụ ơi, con xem ai lên chơi với con nè. Ôi, ngoại. Cháu của ngoại lớn lắm rồi, thế mà lâu nay không về thăm ngoại, có biết ngoại nhớ lắm không? Thì bây giờ ngoại lên chơi với con rồi còn gì, con còn phải đi học mà. Thôi, để ngoại xuống rửa mặt mũi chân tay cái đã, đi đường xa bụi bặm quá. Dạ. Con ăn xong rồi ạ. Con bé này vẫn hấp tấp như ngày xưa. Hôm nay con có hẹn đi xem phim với bạn, ngoại ở nhà chơi với mẹ con nha. Ừ, con bé này, chẳng mấy khi ngoại lên chơi, phải ở nhà chơi với ngoại chứ. Nhưng con hẹn các bạn cả tuần nay rồi, mà phim mới ra đang rất hot. Không đi thì tiếc lắm, mai con sẽ chơi với ngoại cả ngày luôn. Kệ nó đi con, đi chơi về sớm rồi ngủ với ngoại nha. Dạ. Ngoại, ngoại vẫn chưa ngủ hả? Ngoại đợi con về. Sao ngoại không ngủ trước đi, đợi con làm gì cho muộn? Mà sao phòng ngoại nóng bức, ngột ngạt thế này? Làm gì mà đóng hết cửa thế nụ, mở ra cho thoáng chứ con, trời đang nóng mà. Đóng cửa để bật điều hòa mà ngoại, nóng thế này không có điều hòa sao chịu nổi hả? Giữa mùa hè mà lại lạnh thế này hả con? Thế mới là điều hòa chứ ngoại, lạnh như thế này đắp chăn ngủ mới thích. Thôi tắt đi con ơi, ngoại không có quen, lạnh lắm. Ngoại lạnh à, nhưng mà nóng thế này tắt đi thì làm sao mà ngủ được. Ngoại có mang quạt nè, để ngoại quạt cho con như ngày xưa nha. Ngoại ơi, trời nóng thế này quạt tay đến bao giờ mới mát, quạt máy còn chẳng dùng nữa là. Nhà có điều hòa tội gì không dùng hả ngoại? Ngoại không có quen, ở quê nóng thế này, chứ nóng nữa ngoại vẫn nằm trên chõng tre ngoài hè. Chỉ cần một cây quạt nan cũng đủ mát rồi, giống như ngày xưa ngoại hay quạt cho con đó. Ngoại giống hệt mẹ con, lúc nào cũng ngày xưa. Ngoại ngủ ở đây nha, con sang phòng bên bật điều hòa đây, chứ nóng con ngủ không có được. Con được ngủ với ngoại suốt đời thì tuyệt biết bao. Chỉ sợ sau này cô lại chê ngoại già, ngoại lẩm cẩm thôi. Không, con yêu ngoại nhất trên đời. Những mảnh ghép từ chiếc bình vỡ. Xem hàng.
bình đẹp quá. Bán cho tôi cái bình đỏ kia bác ơi. Anh về rồi đó à? Lọ hoa anh mua đó à? Đẹp quá. Ừ, anh cũng thấy đẹp, mà rất sang trọng nữa. May quá, em đang cần một cái lọ để mai cắm hoa trong cuộc thi cắm hoa ngày Tết của phường. Để em chuyển cành mai sang cái bình khác, dùng cái bình này cắm hoa đi thi là tuyệt nhất. À, được đó, cái bình đẹp thế kia, hoa ly cũng đẹp nữa. Cộng với tài cắm hoa của em nữa thì giải nhất là chắc rồi. Anh chỉ khéo nịnh vợ thôi à. Bình hoa đẹp quá, đẹp quá. Trời ơi, chiếc bình. Thật đáng tiếc, chiếc bình gốm đẹp quá, nhưng sức một biến thế này thì dùng làm gì được chứ? Cuộc đời mình lại ra thế này chứ. Giờ mình chỉ là thứ vứt đi. Đẹp quá, đẹp mê hồn. Còn đá bóng mà không nhìn nè. Làm vỡ cả cái bình cây rất đẹp của ba rồi. Con xin lỗi. Tiếc quá. Giờ thì không tận dụng cái gì nữa rồi. Mình giờ thành thứ vô dụng rồi. Ước mơ làm đẹp cho đời đã chấm hết. Suốt thời gian còn lại, có lẽ mình chỉ nằm im ở góc vườn này. À, phải rồi. Thật tuyệt vời. Những mảnh gốm giờ đã mang một vẻ đẹp, một hình hài mới. Một số điều kết thúc, hóa ra lại là sự bắt đầu cho một thứ còn thú vị mới mẻ hơn nhiều. Con cáo buồn bã. La 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 la, ba ca hát say sưa, hát lên chào mừng bình minh đang tới. Ôi, quả chín mới ngon làm sao. Các cậu ơi, ở đây có một chùm quả chín rất ngon, mau lại đây. Quả ngon quá. Ngon quá. Cảm ơn chim sẻ nhé. Không có gì. Buồn quá, chán quá. Sao cuộc đời lại tẻ nhạt thế này. Chẳng có ai là bạn bè, lúc nào cũng lủi thủi một mình. Chán quá. Sao mấy con chim kia lại vui vẻ thế nhỉ? Nhảy nhót suốt ngày. Trên đấy có gì vui lắm sao?
đúng thật là... Thật là chán. Bác lấy nữa nè. Khó chịu quá, muốn nằm ngủ một tí cũng không yên. Này, mấy con chim kia, chúng mày có để yên cho tao ngủ hay không hả? Anh Cáo, một ngày đẹp trời như thế này, sao anh không dạo chơi, lại nằm ủ rũ chán chường thế này? Tao làm gì là việc của tao, chúng mày có liệu hồn đấy. Thật là xấu tính, chúng mình đi chơi thôi các cậu ơi. Lại còn chế giễu ta. Được rồi, ta sẽ cho chúng mày xem. Bắt được rồi. Anh tha cho tôi. Thả mày đi cũng được thôi, nhưng mày phải trả lời câu hỏi này của tao đã. Được thôi, anh muốn hỏi gì nào? Tao không thể hiểu nổi, sao chúng mày sướng thế, lúc nào cũng hát hò vui vẻ, tiếu ta tiếu tít, vui chơi khắp nơi, chúng mày không biết mệt à? Trong khi tao thấy cái cuộc sống này nó chán chường thế, tẻ nhạt đến thế. Mày trả lời cho tao. Thả tôi ra đã, rồi tôi sẽ nói. Chứ ở trong móng vuốt của anh thế này, tôi sợ lắm. Thả à, mày đừng có lừa tao. Ai ở trong khu rừng cũng sợ anh, tôi nào dám lừa anh chứ. Được rồi. Đó, mày trả lời đi. Anh cảm thấy buồn khổ vì anh xấu tính, lúc nào cũng tìm cách bắt nạt người khác. Anh không có bạn bè, chả ai thèm chơi với anh. Chính vì thế mà anh chẳng bao giờ được vui vẻ. Còn chúng tôi lúc nào cũng vui, vì chúng tôi có bạn có bè. Chúng tôi chả bao giờ làm hại ai cả. Củ cà rốt hình trái tim. Em à, trời sắp trở lạnh rồi, em nhớ giữ cổ cho ấm nhé. Trời có se lạnh một chút cũng vẽ chuyện hoàng khăn, đúng là rỗi hơi. Mình mang giỏ cà rốt đi đổi lấy thứ gì đó thật ngon vào nhé. Hội chợ mùa xuân sẽ có nhiều củ ngon vật lạ lắm. Nhất định rồi, mà mình ạ, bao lâu mới có hội chợ mùa xuân lớn thế này, hay mình đi với tôi luôn, chứ ở nhà một mình buồn lắm. Thôi, em phải ở nhà dọn dẹp, trang hoàng lại nhà cửa một chút. Rõ là lắm chuyện. Ơi, anh sắp có nhiều táo đỏ ngon thế. Những quả táo này mà làm bánh táo thì ngon tuyệt. Chắc chắn là cô ấy thích mê cho mà xem. Anh Thỏ, sao mà ngay ra thế? À, tôi không có gì đâu. Cà rốt của anh trông cũng rất tươi ngon. Anh có muốn đổi với tôi không? Ừ, được, được. Hẳn là vợ mình sẽ thích lắm đây. Ơi, rau cải tươi quá. Anh à, mùa đông đến rồi, ăn rau cải xào là ngon nhất đó. Anh Dê ơi, hôm nay tôi có giống táo đỏ ngon lắm, anh đổi làm rau củ với tôi nhé. Ừ, quả là vỏ táo ngon quá. Được, được chứ. Hẳn là vợ mình sẽ reo lên sung sướng khi thấy hũ mật ong thơm ngon, ngọt ngào này. Thôi, về nhà thôi. Anh Thỏ đi hội chợ mùa xuân về đấy phải không? Vâng, anh Khỉ đó à, tôi đang trên đường về đây. Anh xem nè. Ôi, củ cà rốt này độc đáo quá, đúng hình trái tim luôn nè. Anh kiếm ở đâu được vậy? Tích tận khu rừng phía thượng nguồn ấy, xa lắm, mà chỉ có duy nhất một củ hình trái tim này thôi. Nếu có được củ cà rốt trái tim này, chắc chắn vợ mình sẽ thích mê cho mà xem.
Đổi cho tôi hũ mật ong của anh đi. Tôi định làm mứt chuối. Có thêm mật ong quệt vào thì tuyệt lắm. Ôi, phải mang về nhà thật nhanh mới được. Xin lỗi chị thỏ xám nha. À, nhà anh thỏ trắng đi hội chợ mùa xuân về đó hả? Thay đổi được gì? Để đâu rồi mà không cầm thế? Cái gì? Chỉ là một củ cà rốt bé tẹo á. Hả? Tôi thấy anh mang đi cả giỏ đầy cà rốt tươi ngon. Tưởng đổi về được cái gì? Thế mà lại là cái củ cà rốt bé tẹo này hả? Đúng vậy cô thỏ xám ạ. Tôi chắc chắn vợ tôi sẽ rất thích củ cà rốt xinh xắn này. Chưa thấy ai ngốc như anh. Chẳng ai đem đổi một giỏ cà rốt để lấy một củ cà rốt cả. Chị nhà anh sẽ rất giận dữ cho mà xem. Ôi, mình về rồi đó hả? Mình đi hội vui không? Mình đổi được gì đem về rồi? Để tôi kể mình nghe. Mình biết không? Biết mình thích ăn bánh táo. Tôi đã đổi giỏ cà rốt nhà mình lấy một giỏ hoa quả thơm ngon, chín mọng đấy. Ôi, tuyệt quá. Nhưng rồi khi gặp bác Dê với gùi rau cải, tôi nhớ mình bảo rất thích ăn rau cải xào. Tôi lại đổi giỏ quả lấy rau cải xanh của anh Dê. Ôi, thích quá. Em sẽ làm món rau xào thật ngon để cả nhà mình cùng thưởng thức. Nhưng khi gặp bác Gấu với hũ mật ong thơm lừng, tôi chợt nhớ mình rất mê món chè mật ong. Tôi quyết định đổi rau lấy hũ mật ong. Ơi, chỉ mình là hiểu em nhất. Đúng vậy, em rất thích ăn chè mật ong. Nhưng mình biết không, tôi nhìn thấy một củ cà rốt với hình thù tuyệt đẹp. Tôi chưa từng thấy bao giờ. Hình gì vậy? Chưa thấy bao giờ ư? Đúng vậy, củ cà rốt đẹp nhất thế gian. Nó như sinh ra để dành cho người vợ yêu quý của tôi vậy. Ôi, mình làm em hồi hộp quá. Chính là củ cà rốt hình trái tim này. Tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả để có được nó, tặng cho người vợ yêu quý nhất của tôi. Ôi, thật tuyệt vời. Ôi, lần đầu tiên trong đời em được thấy củ cà rốt đẹp thế này đó. Cảm ơn mình. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!